No. Qua cho con chị đó Hậu làm để cháu lên tay mấy cái mụn mủ. Làm phước mà chị thấy có ai qua đâu, hỏi cho cô không có thấy qua nữa trời. Hiền kêu răng lên được nó kêu ừ thì đứa đó đứa lên đó kêu ghê quá hoa thơ tưởng mỗi ít ít gì lên. Cái đó nhiều người biết mà, cái đó nhiều người Đà Nẵng nhiều. Ghê quá. Cái gì nữa mà chờ em vô giấy tờ chi nữa, tiền là nhanh lắm. Ít ra mình nó có tiếng lên, ít ra nhiều người ta biết thì cũng dễ. Chứ tự dưng một cái tiệm bình thường lên người ta cũng đâu quan tâm được. Không có cái chi để giới thiệu cả. Có cái này có cái kia là họ thấy họ tò mò. Thì họ biết, họ thấy đó, họ phải vô trang mình, họ tìm kiếm thông tin, họ để đi thì kia nữa. Vậy tự nhiên mà cứ còn khá người thật biết đến mình nhá. Nói chung phải đi đường dài chứ đùng một cái có tiền đâu có làm được đâu em. Có tiền mình ví dụ như người ta có tiền người ta mở thẩm mỹ viện người ta cũng có, thật ra là cũng ít, họ cũng phải vô tìm hiểu thì quảng cáo về tìm hiểu rồi này kia làm bao nhiêu năm rồi kinh nghiệm như thế nào rồi bao nhiêu người hết đồ rồi họ
kêu Hà mua cái đồ với Hà Phan Du có trang. Ừ, đi tính nè, được nè. Là mình tự tin mình mua đúng không? Chứ còn trang mà giống như mấy cái trang lừa đảo vậy á. Có mấy trang lừa đảo mà trang mình mua hàng á, vô nộp tiền cho cố vô. Cái chỗ mà nhận hàng phải cho kiểm hàng thì ok. Nhận hàng mà không cho kiểm hàng là đừng bao giờ mua luôn. Vì ai biết không bỏ gì trong đó đúng không? Hơi đau em nghe. Yeah, bữa nay ai khô nhớ tư vấn chạy collagen nha. Cho nó đỡ khô. À, mấy cái nước của mình còn nhiều mà. Chục nhưng mà ấy là mình kiểm tra vẫn còn nhiều không? Ví dụ như còn nhiều thì ra năm, còn không thì chiều mình đặt luôn. Nhưng mấy đứa này làm thấy cũng nhanh hết. Chị bầu giống mày là biết mà. Phải không biết đâu. Chạy cho trơn cái máy á kia. Hiểu mà. Trời ơi. Xong mình đổ chỗ mô mình chạy chỗ nó. Nhát á. Nói chung là từ nhát ra thôi. Thôi kệ đi. Biết ra cũng không đắt lắm. Đắt quá là thôi. Thì
không em thế chứ. Thì không là mình mà còn cố gắng rồi chị không nặng mũi nữa. Thì chị nặng bên này. Xíu nghe. Đâu chỗ. Chưa đi đảo đúng không hả? Chưa đi đảo ấy. Về gì dẫn đi đảo chơi. Trong đi chơi chẳng đã. Về xong rồi. Ra năm. Nói chung là cỡ ngày mùng 10 rồi á, là chị làm được 10 ngày nữa, là em biết ra 10 ngày nữa là đông. Xong cái 10 ngày nữa là hăng ế. Cái là lại đi. Chúng ta mà bàn đầu luôn. Bà đào lắm rồi đó. Thật lắm đúng không em? Mấy chịu đào mà tốt. Chịu đào ok. Lần đầu tiên em lấy là em chịu không có được á. Hôm bữa lần đầu tiên em lấy á, em chịu không có được á. Lần đầu hả? Không, đây giờ lần hai. Em nặng chị lần hai à? Em để lâu rồi mới nặng à? Dạ đúng rồi. Rằng em đi liên tiếp cho nó hết. Tại vì nhát đi lạnh đó chị. Em đi em đi cho nó hết luôn nha. Cố gắng tuần nữa quay lại với lại mua thuốc bôi nha. Em có bôi thuốc bên chị không? Có chị. Bôi không mới đỡ nữa. Là thấy đỡ chứ bò cũng nhát đi nè. Đúng không? Nghi nghi. À ha. Bên kem á, nói là cứ đổi trả 100% nói chi cũng chịu. Chuyện không biết nhưng mà bà kêu không có chuyện rách mặt, nhưng mà ý là cái đó nhiều khi xui xui á, cái nắp của cái bình á nhiều khi nó trúng cái cự cái nhựa gì trong đó em kìa, không có đó, cái bình nhiều khi vỡ vụn á, nhiều khi đụng một xíu gì đó là vô là cự. Còn kem này thì mình dùng lâu rồi mình. Không, cái thúc á,
thúc đó, nhưng mà bé nó nó quá nè, mà nó quá dễ sợ luôn. Bột nó lên rách mặt chưa, làm như da như giấy. Nếu mà chị sợ là sợ là cái nắp bình nó bị chi thôi. À mà đợt kem vừa rồi cũng sẵn à. Cái em mà như rứa thì ngưng làm ngay. Để đổi, hoặc là mình nói họ được biết không? Chứ trừ đi rồi nói gì được nữa. Họ kêu họ kỹ lắm rồi đó. Chị thấy một công thức thì nó khỏe mà ta. Không mà cũng hồi xưa chị cũng làm kem rồi, cũng cực lắm. Biết vì ra cũng làm y rứa đó, nhưng mà ra lại khác nè. Không hiểu luôn. Chị cũng một công thức đó mà chị làm. Hồi nãy chị làm kem body làm cực lắm. Trời, bỏ. Làm mà không ra chi thì phải bỏ. Nó quá lắm. Do cái chất cây mình mua có hàng á. Khi mình mua về là hàng nó trâu nổi. Cũng phụ thuộc vào cái chất cây của cái người sản xuất nữa. Tại vì mình cây nó còn trậu mà. Ví dụ sữa rửa mặt lần này mình rửa bình thường, vậy sao mình rửa không bình thường nữa. Mình mua kem rồi mình đọc kem được nên hàng về là bị dạng như mình phải theo họ mà. Đúng hàng giả hàng thiệt đùa quá trời. Mua mà ham rẻ là chết nữa. Thuốc nó đúng theo tiêu chuẩn không? Mùa hả? Làm xóa đi. Hả? Trà. Tưởng một cái ly không biết. Mụn nhỏ xíu. Hay là do mụn nhỏ thôi. Không, không dung luôn chị. Em nhìn từ, em coi từ đầu đến cuối để coi có phóng lên đúng không á. Ủa rồi hả? Rồi thì qua làm chi trời. Hèn chị thấy thấy mụn. Ủa chị tôi gì đâu biết. Qua lúc con đi phát. Nói cái ly nói mà. Cái ly kêu con đi không phát. Nên cái ly nói nữa. Trời cũng như nhau mà. Mà thôi xóa đi chứ để như đứa kiểu. Trời, đứa bờ phát làm chi trời. Kiểu thật ra cái lúc dung
Anh có khai nhận được một sát sát rồi, hắn lại không ra được. Em có mấy lần chứ, mãi to rồi. Không được thì mình phải ấy chứ. Lê nói à, mà mình không nghe à ta. Thì em nghĩ đi chắc mày không sao, không sao phóng. Em cứ coi, coi chặt em thấy để im luôn. Thôi xóa đi, để như thế. Không, chị thì chỉ có mũ phóng. Chị có mũ phóng thì... Để vô coi hả? Chứ coi. Quay đến đây, quay vào điểm đấy, sao có lẽ quay chưa được. Mó bầm quay. Chứ không phải nhỏ nên nhiều. Anh ơi, phóng, phóng lòng mà thấy nguyên cái mặt của họ luôn. Phóng. Thấy từ cái mũi xuống cái miệng luôn. Thấy cái mặt khác luôn.
À Thuận ơi, em lấy cái tiền hũ kem kia đi.